Chiều nay, đồng chí Nguyễn Hữu Nghĩa, Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư tỉnh ủy Hưng Yên kiểm tra việc triển khai xây dựng hạ tầng kỹ thuật một số khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh. Cùng đi có lãnh đạo Ủy ban Nhân dân tỉnh. Đồng chí Bí thư tỉnh ủy cùng đoàn công tác đã kiểm tra việc triển khai dự án đầu tư xây dựng và kết cấu hạ tầng khu công nghiệp số 5, khu công nghiệp sạch, khu công nghiệp số 3, khu công nghiệp Thăng Long 2 mở rộng và khu công nghiệp Yên Mỹ. Dự án đầu tư xây dựng và kết cấu hạ tầng khu công nghiệp số 5 có quy mô trên 192 ha thuộc huyện Ân Thi và Kim Động. Đến nay, khu công nghiệp đã giải phóng mặt bằng được trên 190 ha, đạt gần 99%. Chủ đầu tư đã xây dựng hạ tầng được 98 ha, đạt 51%. Dự án đầu tư xây dựng và kết cấu hạ tầng khu công nghiệp sạch có quy mô trên 143 ha thuộc huyện Khoái Châu và Ân Thi. Đến nay, chủ đầu tư đã hoàn thành giải phóng mặt bằng toàn bộ diện tích của khu công nghiệp, đã xây dựng hạ tầng được 45 ha. Dự án đầu tư xây dựng và kết cấu hạ tầng khu công nghiệp số 3 có quy mô gần 160 ha thuộc huyện Yên Mỹ, Ân Thi và Khoái Châu. Hiện đã giải phóng mặt bằng được trên 153 ha, đạt 96%. Chủ đầu tư đã xây dựng hạ tầng được trên 60 ha, đạt 38%. Dự án đầu tư xây dựng và kết cấu hạ tầng khu công nghiệp Thăng Long 2 mở rộng giai đoạn 3 có quy mô trên 180 ha thuộc thị xã Mỹ Hào. Đến nay đã giải phóng mặt bằng được trên 172 ha, đạt trên 95%. Chủ đầu tư đã xây dựng hạ tầng được gần 57 ha, đạt trên 31%. Dự án đầu tư xây dựng và kết cấu hạ tầng khu công nghiệp Yên Mỹ có quy mô 280 ha, vị trí thuộc huyện Yên Mỹ. Đến nay đã giải phóng mặt bằng được gần 273 ha, đạt gần 98%. Khu công nghiệp đã được bàn giao trên 235 ha, đạt 84%. Chủ đầu tư đã xây dựng được hạ tầng được 191 ha, đạt trên 68%. Đồng chí Bí thư tỉnh ủy Nguyễn Hữu Nghĩa đánh giá cao kết quả triển khai xây dựng hạ tầng các khu công nghiệp, đặc biệt là năng lực, quyết tâm của các nhà đầu tư. Để đẩy nhanh tiến độ xây dựng hạ tầng kỹ thuật các khu công nghiệp, đồng chí Bí thư tỉnh ủy yêu cầu các địa phương, sở, ngành liên quan phối hợp chủ đầu tư các dự án khẩn trương, quyết liệt để hoàn thành giải phóng mặt bằng, bàn giao mặt bằng cho chủ đầu tư, tập trung tháo gỡ những khó khăn, kiến nghị của chủ đầu tư, tạo mọi điều kiện để nhà đầu tư triển khai dự án. Đối với nhà đầu tư, đồng chí Bí thư tỉnh ủy đề nghị tập trung nguồn lực đẩy nhanh tiến độ xây dựng hạ tầng khu công nghiệp để dự án sớm hoàn thành. Bên cạnh đó, đẩy mạnh việc xúc tiến đầu tư, thu hút tiếp nhận các nhà đầu tư vào khu công nghiệp. Nội dung buổi kiểm tra cùng công tác lãnh đạo chỉ đạo của đồng chí Bí thư tỉnh ủy, chúng tôi sẽ tiếp tục thông tin chi tiết trong chương trình thời sự sau.